có điều gì muốn nói với tôi trước khi tôi quyết định số tiền không? Thưa sát đầu tư, tôi đang cảm nhận được là sát đang muốn là giải thích rõ hơn về cái lợi nhuận khi mà mình đầu tư ở đây, đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như sát có 3 tỷ thì sát có thể đầu tư ở đây cho thuê với giá là 15 triệu một tháng, và sát chỉ phải bỏ ra có 700 triệu. Thế thì 700 triệu đấy trong một năm sát cho thuê được là bao nhiêu ạ? Là sát cho thuê được là liên quan đến là 170 triệu. Và sát bỏ ra 700 triệu là tương đương với lợi nhuận là 20%. Thế còn sát còn đến 2 tỷ 3, sát có thể đi đầu tư những cái kênh khác và sát thu lời tiếp theo thì có thể là cái số tiền đấy sát có thể tăng gấp đôi hoặc là gấp 3, thì lúc đấy thì lợi nhuận, tổng lợi nhuận mà số tiền bỏ ra là 3 tỷ đấy của sát nó lên rất là nhiều. Còn nếu như sát có đúng 3 tỷ mà sát đặt cọc là khoảng tầm 5 căn thì là sát có thể biết được rằng lợi nhuận sát thu về lên đến cả khoảng 130% cơ ạ. Câu trả lời của bạn khá là hài lòng với tôi, thì không biết là sát chung chúng ta có định làm hàng xóm của nhau không nhỉ? Tôi sẽ quyết định chọn một căn, tôi sẽ chọn Ruby bởi vì đây là phân khu rất đẳng cấp. Bản thân tôi thì tôi sẽ quyết định đầu tư một căn 3 ngủ tại đây. Cảm ơn bạn đã tư vấn cho chúng tôi.